Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày hôm qua ngày 24 tháng 3, dù mật độ chuyến bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh ít đi, tuy nhiên tại đây lại xuất hiện 15 trường hợp có triệu chứng rõ nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó vào ngày 23 tháng 3 cũng đã ghi nhận có 11 người có triệu chứng và nguy cơ mắc COVID-19 cao. Dù mật độ chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh ít đi nhưng triệu chứng rõ cho thấy những người về từ vùng dịch hầu như đều mang mầm bệnh. Trước đó vào ngày 23 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 8 chuyến bay chở 732 khách, trong đó có 11 người có triệu chứng nghi ngờ khả năng mắc Covid-19 rất cao. Trong ngày 24 tháng 3, dù mật độ chuyến bay ít đi nhưng ghi nhận 15 trường hợp có triệu chứng rất rõ. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định những người về từ vùng dịch có nguy cơ nhiễm bệnh cao đã được cách ly và xét nghiệm toàn bộ.